Hoặc Liên Quân và Liên Minh Huyền Thoại tại chợ ạc.vn. Thì cuối cùng thì cùng đã xong thì học kỳ thi học kỳ 2 rồi. Không biết nên mà thi chưa. Thì bên tôi đã thi xong rồi. Thật sự là giờ trời đang nóng. Huế là nhiệt độ hiện tại là khoảng 40 độ C đấy mà. Thật sự là rất là nắng. Okay. Thì bây giờ tôi sẽ làm một cái clip đó để phản tán cái cơn nóng này. Okay. Tôi sẽ làm một cái clip đây. Tôi đã chuẩn bị một cái đồ đây. Đây. Đây là cái thau này, đây là cái vật đó là nước. Và đây cục đá này, đá đồ này. Đây, nó đang giọt nước này. Okay. Đây, thì tôi sẽ làm một cái video là phá tan cơn nóng với thau trái cây khổng lồ này. Cho dù là cái trái cây không khổng lồ thì nhưng tôi chủ yếu là làm cho mát đấy mà, làm mát thôi để mình mát và để mình uống nước và ăn cái cây. Ok, thì bây giờ là tôi sẽ đi tới đó và làm. Ok, đây là cái cây chuối về dưa leo, về cam. Dưa leo thật sự rất là ngon đấy mà, dưa leo đây. Đây cái chân quay này, đây là cái thau để tôi sẽ bỏ nước bốc. Ok anh em ơi, đây là cái bị đá này mà, đây là cái bị đá này. Tôi sẽ mở ra đây và đập từng khúc nhỏ vào đây. Này, thực sự là cái đá thôi là nó cứ to đấy mà, thực sự là rất mát. Vậy cái nhiệt độ này đá là một cái vật dụng rất hữu ích của mọi con người đang trong lúa này mà. Thì hiện giờ thì bên ngoài kia đang trong lúa, em thấy đó không, rất là đủ. Bây giờ tôi sẽ đập đá ra này. Thật sự là rất là mát. Đây cái tay em ơi. Đây, sau thì tôi sẽ bỏ cái cây vô. Đây. Cái cây gồm chuối em ạ, chuối với dưa leo. Đây. Đây là cái lạc dưa leo của tôi này, đây, tôi sẽ bỏ đây. Đây là trái cam này mà. À quýt luôn. À đây là trái chuối của tôi. Đây. Đây tôi sẽ bỏ ngoài này này. Bắt đầu tôi sẽ rửa cái nước lên và tôi sẽ có một cái tô trái cây trong cái này, thực sự là rất là ngon luôn anh em ơi. Đây, thực sự là cái hơi mát rất là ngon luôn. Đây, anh em, đây tôi sẽ cho anh em xem một cái cảnh đây. À, mát ngon. Mặt ngon đấy mà, đây dưa leo đây mà, dưa leo này, đây và cái cam. Tôi sẽ rửa nước lên đây, rất là ngon em ơi. Đây. Đó là tôi sẽ bỏ, chứ bây giờ tôi sẽ bỏ cái nước vô. Đây tô trái cây lên mà, rất là ngon. Đây tôi sẽ bỏ cho nó đẹp đây mà. Đây, cho nó thấy đẹp đó. Đây. Rồi, tôi bây giờ tôi sẽ rải nước vô. Ok, nè mày, đây. Đây. Ui giời. Và như vậy tôi đã có một cái thau nước khổng lồ từ cân nó lên đây. Và bây giờ tôi sẽ uống này mà. Tôi sẽ uống cho anh em xem. Rất là ngon. Rồi anh em ơi, đây là cái thau kì trái cây khổng lồ của tôi lên mà. Đây, rất là mát. Đây, bây giờ tôi sẽ bỏ xuống nước. Vừa ăn uống nước nữa, vừa ăn nhìn nước luôn. Đây. Tôi sẽ bỏ từ xuống nhìn nước. Và ăn. Đây. Tí. Ok, như vậy là tôi đã có một cái thau nhìn nước đấy mà. Đây.
Ok em ạ, thì bây giờ tôi sẽ ăn thịt chuối trước. Đây. Rất là mát. Đây. Thì thực sự là mình vừa trải qua một cái kỳ thi rất là khắc nghiệt đấy nhở. Nhưng mình làm bài rất là được, thành công. Rất mát. Bên kia là bèo nữa. Bên kia là lũa. Yêu. Cậy dâu. Ok. Bây giờ tôi sẽ ăn thêm một cái trái chuối nữa. Thật sự là chuối mua đi rất là ngon. Đây là chuối ba lung nữa. Ngon cỏ trên đẹp. Nó không có cần tư miếu rằng nó được rất là ngon. Mà đi mà mình bảo xin được ra hàng đô là đi à. Rất là mát. Đây. Bây giờ tôi sẽ ăn cái chạy. Đây, đây cho chị em ạ. Thế bây giờ tôi sẽ quay cái cận cảnh mà tôi sẽ ăn. Này. Vừa ăn vừa ngồi gì đi nữa các em ạ. Thực sự rất là tiện lợi. Rất ngon. Em bây giờ tôi sẽ thử ốp mặt xuống chỗ này. Đây. Một bạn này. 1 2 3. Nên mà gặp lại nó có mặt. Có rừng. Bây giờ tôi gặp rất là vừa quay vừa hiện dung lượng nên tôi rất là gặp. Nhưng mà tôi làm vừa quay hiện dung lượng rất là nhiều. Nó còn hợp với thể mua một cái quay mới. Ok thì vì trong lượng thì bây giờ tôi sẽ kết thúc cái video ở đây.
anh em thấy video hay thì nhớ thầy cái chỗ đi hay của tôi hay thì nhớ cho tôi một like nha, một like một đăng ký.